đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Jidoki, chàng rapper tài năng đội Kharis, lộ profile gia sư sau khi gây bão tại Rap Việt. Jidoki, thí sinh khủng đội Kharis, đã có một đêm bùng nổ tại tập 8 Rap Việt khi đối đầu với Thét. Sau phần thi xuất sắc, Jidoki được cộng đồng mạng truy lùng danh tính và tình cờ phát hiện ra profile của chàng rapper trẻ chinh in trên một trang web giới thiệu gia sư dạy thêm. Trong hồ sơ có ghi Đặng Mai Việt Hoàng nhận dạy thêm môn tiếng Anh từ lớp 8 đến lớp 12. Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, năng động sáng tạo và quan tâm đến học sinh, yêu cầu lương tối thiểu 100.000 đồng. Jidoki tên thật là Đặng Mai Việt Hoàng, sinh năm 1998. Anh chàng là sinh viên K19 khoa kinh doanh quốc tế Học viện Ngân hàng. Anh là người đã có tiếng trong cộng đồng Battle khi từng trở thành quán quân của một giải đấu rap freestyle có beat. Khán giả tỏ ra thích thú với nghề tay trái của anh. Nhiều người để lại bình luận hài hước. Tôi nghĩ sau khi học xong các bé sẽ có khả năng nói tiếng Anh như rap. Gia sư tiếng Anh bảo sao đoạn rap tiếng Anh lại nghe lọt tai đến thế. Chàng rapper trẻ vốn là nhân tố được đánh giá cao với ngôi vương của rap Việt. Nhờ cách tư duy âm nhạc, phong thái trình diễn không có gì để chê. Điểm mạnh của Jidoki là phần lời sắc bén, lắng động. Cách truyền tải câu chuyện lẫn cảm thụ nhạc đều quá tốt. Trong vòng chinh phục, Jidoki đã biểu diễn bài Đôi Mắt nổi tiếng một thời của Quân Bi Tuấn Anh, khiến Justati, Remastic khen nức nở. Tới vòng đối đầu, anh vẫn thể hiện hoàn hảo những kỹ năng thần thái, lối lyric chặt chém của mình, nên việc được chọn đi vào vòng sâu là không thể gây tranh cãi. Khán giả còn đặt cược Jidoki nhất định sẽ có một tấm vé vào vòng chung kết. Được biết, gia đình của Jidoki là gia đình gia giáo, ba làm việc trong quân đội, còn mẹ là luật sư. Trước khi đi thi Rap Việt, anh theo học tại Học viện Ngân hàng, chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Ba mẹ cũng hy vọng Jidoki có một công ăn việc làm ổn định, không phải bấp bênh như nghề rapper. Khi biết Jidoki muốn theo đuổi đam mê rap, ba mẹ của anh có ý muốn phản đối, nhưng được anh thuyết phục, ba mẹ đã dần mở lòng hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.